song is called One Man's Dream. Tóniro e nos entrego.
bạn Hồ Sa Gân hãy cùng hiện diện về đây trong ngồi chiều ngày hôm nay. Và xin được một tầng thể quý vị, chúng ta hãy cùng muốn định chỗ ngồi để chuẩn bị cho buổi lễ 2 năm thành lập câu lạc bộ Center Zealand trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cũng xin được thay lời cho ban tổ chức, xin được từ đó và trân trọng kính mời. Tổ chức
một buổi tiệc nho nhỏ để chào đón cũng như là cảm ơn tất cả anh em về đây trong buổi chiều dù ngày hôm nay. Hôm nay đam mê chủ đề của một nhóm anh em gồm 9 thành viên, thưa quý vị, đã quyết định thành lập câu lạc bộ vào ngày 2 tháng 9 năm 2014. Đến nay câu lạc bộ đã có 38 thành viên thường trực và số đó có một thành viên ở cách xa nhưng vẫn có lòng đam mê với câu lạc bộ, thưa quý vị. Và những tâm huyết được anh Trần Huy Mạnh, hiện là trưởng câu lạc bộ, và anh Bùi Viết Vương, hiện là phó câu lạc bộ, cùng anh Bùi Đức Thiện đã gắn bó dẫn dắt mời gọi dựng lên câu lạc bộ như ngày hôm nay. Và để nhiệt lực chào mừng các câu lạc bộ về đây tham dự trong buổi chiều ngày hôm nay gồm có 16 câu lạc bộ và nhóm. Đầu tiên xin được giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ thành phố đến từ thành phố Bảo Lộc. Vâng, và thứ hai là câu lạc bộ đến từ huyện Đào Hoài. Và thứ ba là câu lạc bộ đến từ Tân Phú, Đồng Nai. Và thứ tư là câu lạc bộ đến từ Nam Long, Định Quán. Và thứ năm là câu lạc bộ đến từ Gia Viễn. Chúc sức khỏe lời chào tới tất cả anh em đã có mặt trong buổi tối chiều hôm nay. Vâng, thực sự là cái ngày 2 tháng 9 2016 này là anh em Di Linh đã mong đợi từ lâu lắm rồi. Hai năm trước thì hội còn khá là ít, thì đến bây giờ thì trải qua thời gian giao lưu với các câu lạc bộ thì hôm nay cũng tổ chức lại một buổi tiệc sinh nhật để chào đón anh em đến với Di Linh. Thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn anh em rất là nhiều, tại vì nhiều anh em ở rất là xa cũng đã về đây rồi. Thì mong rằng anh em cố gắng chơi hết mình, rồi uống nhiệt tình vào, rồi đến đây buổi bành sản nhá. Rồi xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn anh Trần Chi Mạnh rất là nhiều, chú câu lạc bộ của chúng tôi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đây là một xin được thay lời cho chủ câu lạc bộ anh Mạnh cũng như toàn thể ekip thực hiện chương trình, xin được kính chúc anh Mạnh cũng như toàn thể các câu lạc bộ, các anh em đang hiện diện ở trong khuôn viên của nhà hàng trong buổi trưa ngày hôm nay luôn luôn thành công trong cuộc sống và hạnh phúc an khang.
Và biết thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì Viu Anh cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết xin được thay lời cho câu lạc bộ Exeter Zealand xin được gửi lời cảm ơn rất là nhiều quý vị khách quý, các anh em bằng hữu Sài Gòn đã có chút thời gian quý báu của mình cùng ngồi tụ về đây tại nhà hàng Đại Lan Tiệc Đình Châu Hà Zealand để cùng chung vui cũng như là cùng nhập tiệc những món ăn thơm ngon tại nơi đây, để cùng hòa chung bầu không khí cũng như là mừng sinh nhật 2 năm của Exeter Zealand trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị hãy nổ một trống tay thật lớn để chúc mừng sinh nhật lần thứ hai. Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chào đón hai câu lạc bộ Zealand. Vậy xin được mời trưởng câu lạc bộ, đúng không ạ? Trưởng câu lạc bộ là anh Mạnh. Hãy tiến về phía sân khấu cắt bánh kem. Vâng, xin cho biết anh Mạnh ạ. Và kính thưa quý vị, bây giờ cũng là có lẽ là giây phút tôi cũng ngồi vòng nhất thưa quý vị. Ngày hôm nay trước sự đồng nào và tận về quý vị, những ánh mắt cũng rất là thân thương và cũng những như là những tình cảm cũng rất là chân thành. Và trước hồ bánh kem 2 tầng thì xin được mời anh Mạnh trưởng câu lạc bộ Exeter Zealand hãy cắt bánh cũng như là khai tiệc trong buổi chiều ngày hôm nay. Thank you.
câu lạc bộ sân khấu của chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi xin được mời chủ vâng, kính thưa quý vị, ngay sau đây xin được mời chúng tôi, xin được mời những vị đại diện của những câu lạc bộ. Chúng ta hãy cùng tiến bước về phía sân khấu để trao nhiều món quà yêu thương, là món ra cầu lưu niệm để trao cho chủ câu lạc bộ tên linh chúng tôi buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Bảo Lộc, câu lạc bộ Nam Long Định Quán. Và xin được mời những vị đại diện của các câu lạc bộ chúng ta hãy cùng tiến lên sân khấu và chuẩn bị trao những lời hát thơ lưu niệm cho câu lạc bộ tên linh trong buổi trưa buổi chiều ngày hôm nay. Và hãy cốt luôn quý vị. Và tôi xin được thay lời cho chủ câu lạc bộ xin được cảm ơn ngay các câu lạc bộ rất là nhiều với những lá cờ của hết rất là thân thương. Và chắc chắn rằng đó sẽ là những hoạt động lực của hết rất là mạnh mẽ thôi thúc các anh em luôn luôn thành công cũng như là theo đuổi niềm đam mê của mình. Và tiếp đến thì cũng xin được mời sự chuẩn bị của đại diện câu lạc bộ Gia Kim, và đại diện câu lạc bộ Long Khánh, và đại diện câu lạc bộ Novo Biên Hòa, và đại diện câu lạc bộ 85 Ninh Thuận. Và xin được mời các vị đại diện của các câu lạc bộ chúng ta hãy cùng chuẩn bị tiến về lễ đài để trao những lá cờ lưu niệm cho trường câu lạc bộ Exeter Tây Ninh chúng tôi ngày buổi trưa ngày hôm nay. Anh em Bảo Lộc có gửi đến một lời nói với toàn thể anh em có mặt trong hội trường ngày hôm nay là như thế này. Hôm nay cũng lên qua Bảo Lộc thì Bảo Lộc chấp hết. Dạ vâng ạ. Một tay lớn lên nữa được không ạ? Cũng xin đính chính một câu nữa là đạo hoài cũng chấp hết ạ. Vâng, còn Đình Quán thì sao ạ? Nam Long chấp hết ạ. Và tiếp đến là xin được thông báo cũng như là mời sự chuẩn bị của câu lạc bộ Gia Kiệt, và đại diện của câu lạc bộ Long Khánh, và đại diện của câu lạc bộ Đô Ngô Biên Hòa, và câu lạc bộ của 85 Ninh Thuận. Xin được mời các vị đại diện chúng ta hãy cùng tiến lên khán đài để chuẩn bị chào lễ cờ lưu niệm chào buổi chiều nay. Đại diện của câu lạc bộ Gia Kiệt, và đại diện của câu lạc bộ Long Khánh, câu lạc bộ Đô Ngô Biên Hòa và câu lạc bộ 85 Ninh Thuận. Sẽ có món quà thân thương để gửi tới câu lạc bộ gia đình chúng tôi hôm nay. Và xin được kính mời. Vâng, một lần nữa xin được mời món quà thân thương từ câu lạc bộ gia đình sẽ gửi tặng món quà cũng như những lời chúc mừng rất là thân thương cho câu lạc bộ gia đình chúng tôi. Và xin được kính mời. Tới câu lạc bộ EPC Bấu Chín Đà Lạt, và câu lạc bộ EC Đức Trọng, và câu lạc bộ Đàm Rồng Lâm Đồng, câu lạc bộ Exeter 49 Đà Lạt. Chúng ta hãy cùng tiến về phía sân khấu để nhận nhiều chiếc cờ lưu niệm trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin được kính mời
Bố trí Lâm Đồng, câu lạc bộ Đàm Đông Lâm Đồng và câu lạc bộ Sơ EC Đức Trọng và câu lạc bộ EBC 49 Trà Lạt. Chúng ta hãy nhanh chân tiến bước về phía sân khấu quý vị để nhận những lá cờ lưu niệm cho buổi chiều nay. Vâng, tiếp đến thì xin được trân trọng kính mời câu lạc bộ Esker 14/6 Lâm Đồng và nhóm vượt 48 Đắk Nông, nhóm Ừ thì vượt Lâm Đồng. Và bến lứt, chúng ta hãy cùng tiến về phía sân khấu để nhận những lá cờ lưu niệm. Xin được trân trọng kính mời. Yeah.
Tân Phú. Tiếp đến xin mời món quà của câu lạc bộ Nam Long Đình Quán. Thay lời cho chúng câu lạc bộ của mình. Bye.
anh em nô bộ bên hòa không giữ đâu ba, nô bộ bên hòa không giữ. Tám điểm đâu? Tám điểm đâu? Tám
mọi người có bắt em trai trên sân khấu nào? Logo đâu? Logo đây. Anh em logo đâu rồi đây? Anh em ra. Các bạn chúng ta phải sôi động đâu à? Lung linh nào lên luôn. Yeah.
tới Khánh Hòa đi anh nhá. Thank you.
Ôi đừng lắm quá. Gửi tới các bạn bài hát bước bài này thì ai cũng biết rồi, không mình không phục lời mấy. Mạnh lên, mạnh lên. Mang tên người đàn bà hoa đá. Một, hai, ba, no move, không thơ, đúng rồi.
Mong anh em đừng có cung điên trên này nữa. Thật sự là trên này thì ướt không sao, nhưng mà cái dàn DJ của Linh Game On thì chắc chi không nổi đâu. Anh em cố gắng cái xịt cái bàn. Cái này bảo lộc tặng đúng không? Rồi bạn Linh lên nhà kia nào. Rồi mong mọi người đừng có xịt điên trên này nữa nha. Rồi, xin cảm ơn.